Nè, bắt người vô, có nè mọi người ơi. Ủa mày, mấy mày anh mày đâu phải mày vậy? Nè, bắt người vô cớ nè. Nè, người ta không có chống người thi hành công vụ nha. Nè, không ai chống người thi hành công vụ nha. Nè, không, mấy anh thả ra, Người ta không cầm dao, người ta không cầm vũ. Nè, nhưng không, nè, dao đâu? Người ta chưa chống là thi hành công vụ. Nè, ủa, dao đâu? Dao đâu? Bỏ rồi. Dao đâu? Nói không cầm dao. 1.500.000 mà nó lãnh ba cũng đợt mà gia đình vòng vòng ở khu phố này không có lãnh được tiền trợ cấp. Thủ tướng coi lại khu phố bao nhiêu, khu phố lãnh được bao nhiêu tiền rồi á, chủ tịch với phó chủ tịch thì cắn huyện Củ Chi ăn bao nhiêu hối lộ, mong lần xét ra. Thôi tụi bay vô nhà tao làm cái gì? Thôi nè Hiền, em vô. Nhưng mà Hiền, tụi bay vô nhà tao làm cái gì? Tụi mày có lệnh đâu? Nè, tao bỏ dao nè. Tao bỏ dao nè, tụi mày có lệnh gì không? Em nói ông cầm dao đúng không? Dao đâu? Nè, ông không chống người thi hành công vụ. Em, ông không chống người thi hành công vụ. Mà tại sao? Tại sao 400 người không? Hả? Dạ, trình bày với chị là ông nhậu say xỉn. Em nói, hồi nãy hơn nha. Chứ mà, nè, ông không có chống người thi hành công vụ. Mà mấy anh làm gì vậy? Tôi đã bỏ nãy giờ rồi. Hả? Hả? Mấy em làm gì hả? Không đâu có chống người thi hành công vụ đâu, mấy em làm gì hả? Em mời kiểu gì vậy? Mấy em mời kiểu gì vậy? Mời bạo lực hả? Em làm gì chụp điện thoại chị? Em tính giật điện thoại, ta không có quyền gì giật điện thoại em. Mấy em có của hay gì? Hả?